Ủa con. Ba. Dạ. Ủa Đăng Thanh bữa nay nó không có qua phụ quán hả? À, dạ không. Có ba, có. Nó đâu? Nó đi với bạn rồi. Nãy nó có qua rồi, cái bạn nó nói là có chuyện gấp á, rồi nó đi với bạn nó một chút. Với dạ. Bạn rồi. Dạ dạ. Dạ. Ủa ba gọi cho ai vậy ba? Gọi cho nó, gọi cho. Cái gì vậy? Nó đang chạy xe á ba gọi rồi cái nó nghe máy rồi nó nguy hiểm lắm, không an toàn đâu. Dạ. Đúng rồi, đang chạy mà. Dạ. Alo cái móc lên. Lạng luôn. Đi luôn á. Đi mà không được. Phải gọi cho nó chứ con. Chị trời đất ơi, gái lứa gì đâu mà tối ngày cứ lông nhông hoài à, mà không có lo cơm nước gì hết trơn á. Ba với má về nhà không có cơm nào ăn hết trơn á. Bực bội phải gọi nó về cho nó chậm. Ba ăn cơm đúng không? Nó đói bụng đúng không? Thì thôi lâu lâu nó có công chuyện đột xuất với bạn nó thì cho nó đi giải quyết đi. Rồi giờ ba muốn ăn cơm thì ba ngồi đây canh quán đi ha. Con chạy ra con mua cái lẩu rồi về ba má con mình ăn ha. Được rồi. Giờ ba muốn ăn lẩu gì nè? Lẩu cá đuối đi. Cá đuối hả? Con đủ đuối lắm rồi đó ba. Nhưng mình ăn cá gì cho nó cuộc đời nó khỏe xíu được. Cá mập. Cá mập hả? Không, cá gì mà ăn đó đi mệt quá. Thôi chị lẩu chay đi cho nó thanh tịnh đấy ba. Con mệt lắm rồi đó. Lẩu nấm à? Con thấy là con này con nghiệp cái khẩu con lắm rồi. Vậy hả? Ăn lẩu chay ba ha. Lẩu nấm. Rồi ba ngồi canh quán nha. Lẩu chay. Ừ, đi lẹ vậy. Không nhận có con trai đáng tiền, vừa giỏi giang siêng năng, đẹp trai, học giỏi. Nói chung là nó nhiều cái đức tính tốt lắm. Ủa mà nó giống ai vậy ta? Hình như là nó giống cái gen mình hay sao á. Bớt căng con. Dạ. Dạ con mời nội, con mời cô vô ăn cháo. Ngồi xuống đây một chút đi con. Ngồi dạ. Ngồi đây con. Ngồi đây. Mẹ, để con nói chuyện với mẹ một chút mẹ. Không sao đâu. Dạ. Ngồi đây đi con. Dạ. Mình nói chuyện xong đi rồi mình vô ăn mẹ ha. Thật ra đó thì cô cũng là người hiểu chuyện, chứ cô không có nhỏ nhặt gì đâu. Cho nên tôn trọng ý kiến tụi con. Bây giờ hai đứa suy nghĩ kỹ chưa? Quyết định kỹ chưa? Dạ con... Sao? Con... Thì cô biết mà, dù sao thì cũng tôn trọng ý kiến của tụi con. Nhưng mà cô á, là mẹ của thằng Tôm cũng phải có ý kiến trong này à. Thôi, để mẹ nói cho nó lẹ đi con. Mẹ để con trả lời. Một không rồi con. Bây giờ nội nói nha, cái này nhanh gọn lẹ nè. Cả nhà sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa con. Dạ. Bây giờ các con sẽ tính như thế nào về cái tương lai của cái gia đình nhỏ mình? Vậy thôi. Tính sao? Dạ... Con thì cô chỉ sợ là con không biết lo cho chồng cho con, tại vì con không có kinh nghiệm. Yên tâm, nhà này nhiều kinh nghiệm lắm con. Nội nè, mẹ con nè, mà cả nhà này sẽ cùng bảo ban, sẽ chỉ dạy con tận tình. Con yên tâm chuyện đó được không? Con chỉ lo sức khỏe của con cho đến ngày con sanh em bé thôi. Được không? Dạ. Sao không kêu em ra vậy? Dạ thì con thấy nội nói đúng đó em. Mình nghe lời nội á là mình cứ làm theo thôi. Mẹ ý kiến sao? Thì tất nhiên phải nghe lời nội rồi. Còn mẹ đó hả? Hỏi ý kiến gì? Con dạy cái men chứ làm sao? Mẹ lúc nào cũng tôn trọng thần tượng bà nội hết, cho nên mẹ phải nghe lời bà nội. Rồi giờ nghe lời bà nội không? Dạ. Cả nhà mình vô ăn cháo. Chuyện này là quyết định xong rồi. Đi đi vô ăn dạ, cháo. Dạ, dạ, dạ. Mẹ dạ, con trở ho kìa con. Dạ. Lẹ lên. Để mẹ con trở ho kìa. Mẹ. Đi. Cô đi vô, đi vô. Không, cô? Đi trước. Sao? Mẹ con bớt ho, mẹ con vô. Dạ, mẹ vô con bớt ho, mẹ con vô. Hay không? Hai. Cảm ơn hai nhiều nha. Nhờ kế hoạch của hai và Út đã thành công rồi. Xài cái này là xài đúng một lần thôi nha. Về bên nhà bên kia là không bao giờ được xài lại. Xài mà đi xài tới xài lui nó lờn là coi như là bị nghiệp quật luôn nha ông, thấy không? Biết rồi, nhưng mà nghĩ lại thấy sợ lắm á hai. Gì sợ? Nghĩ cái cảnh tượng mà em làm dâu mẹ của anh Tôm á, em sợ hãi lắm luôn á. Trời ơi, thì mình không biết cái gì thì mình học hỏi cái đó. Đâu phải ai đẻ ra cũng giỏi liền đâu em, thấy không? Mình phải học hỏi cái này, học hỏi cái kia. Nhưng mà anh hai dặn nè, về nhà bên kia rồi á, nó phải là làm xiên lên. Đó, cái nào không biết thì hỏi mẹ chồng sẽ chỉ cho.
chứ mà cái kiểu mà làm biếng mà ở dơ như em á. Mơ dơ nào? Có không? Ngủ tiêu trật mới vậy. Đó. Ngủ chưa mà ở dơ. Quần áo là không bao giờ mà biết giặt hết trơn á. Để anh hai tôi giặt không nè, hả không? Biết rồi. Nó làm biếng là về mỗi mốt là ba má chồng là coi như là trả về nhà là trời ơi quê mặt cả sớm luôn á. Thì cũng tại em cho nên bây giờ em phải ráng chịu thôi chứ giờ sao. Nhưng mà em nghĩ nha, sau này mà em về làm dâu lỡ mà có chuyện gì xảy ra ha, dạ, hai mẹ con em sẽ bỏ nhà đi bùi. Hay quá trời ơi hay quá, mạnh miệng quá. Em sẽ xách con đi phượt. Ủa xách ba lô lên và đi hả? Đúng rồi, xách con lên và đi. Đi đâu? Đi phượt. Đi phượt, mà ở đâu? Đi đâu đi được đi. Trời ơi, hai mẹ con có nước vô chùa xin cơm chùa ăn. Hai người quá à. Trời ơi, hay quá, bây giờ lo mà nghĩ cái cách mà đối phó với ba má của mình đi kìa. Ba má mà nghe được cái chuyện này, trời đất ơi, anh hai không có tưởng tượng được đâu em ơi. Trời ơi! Trời ơi! Ba! 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 Ba sao vậy ba? Ba sao vậy? Giờ vô đây mới nghe được. Chứ thật, nói rõ ràng qua nghe. Ba! Không bà chọn với em đồng. Dạ, 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 ba, từ từ. Nghe. Sao? Dạ. Thầy sao? Hả? Ba, chung là ở đây là quán xá rồi đó. Quán xá gì? Công cộng đó, ba có gì về mình dạy nó sao ba? Dạ. Dạy cái gì? Con dạ, không chịu biết cái chuyện này, nói cho ba biết đi. Ba ngăn chặn kịp thời để em con đừng có gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ba, giờ ba bình tĩnh ra. Chuyện này con cũng không có muốn nó, con không muốn mà có ai lại gọi, nó. Ai gọi? Mẹ ăn cơm gọi, mẹ ăn cơm gọi. Mở lò lớn để đi ba nghe coi họ nói cái gì. Nhưng mà. Mở xuống, mở lò lớn lên. Dạ. Dạ, dạ, con nghe. Cô rất muốn gặp ba mẹ của cháu, càng sớm càng tốt. Chứ bây giờ cháu nghĩ làm sao? Cái bụng để cho càng to lên rồi mới gặp nhau à? Ủa rồi lúc đó đám cưới thì sao ta? Cô dâu mặc áo cưới như vậy có đẹp hay không? Hả? Dạ, con sẽ nói chuyện với ba mẹ con. Với lại cô nói rồi, về làm dâu nhà này á, cô không có cần cái gì hết trơn á. Chỉ cần á, con biết ngoan ngoãn nghe lời phép tắc rồi á, đối nhân xử thế tất cả các thành viên trong gia đình á, rồi nấu ăn ngon nè, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, lo luôn cả cho mấy đứa em chồng của mình, rồi hai bên họ hàng á phải biết lễ phép với ông bà cô bác anh em họ hàng đó. Cô chỉ muốn có vậy thôi, làm được không? Dạ con sẽ cố gắng. Còn chuyện này nữa, bây giờ á con mời ba mẹ của con qua đây đi. Rồi á mình nói chuyện với nhau, càng sớm càng tốt. Nếu như á mà có chuyện gì không qua đây được á thì báo cho cô sớm, gọi điện cho cô để mà cô sắp xếp nhà bên đây sang qua bên đó được chưa? Thôi dẹp đi, không có nói chuyện gì hết trơn á. Bà ấy bà nói khó nghe quá, bà không thích đâu. Trời ba. Dù gì Út nó cũng đang có. Không lẽ ba muốn em con nó đẻ con ra rồi cháu của con nó không có ba sao? Gì ba gì ba? Thì đánh chứ làm gì, nhưng mà nhá thôi đánh không có được. Bởi vì tức cái gì đâu á. Sao vậy Thanh? Sao vậy mà lúc nào con cũng nói với ba là mai mốt mấy con lớn lên con chứ không lấy chồng đâu, con ở gì con nuôi ba má. Mà giờ sao kỳ vậy hả? Thì con có muốn lấy chồng đâu, mà tại xui. Trời đất ơi, cái này xui quá xui luôn, xui tận mạng á con. Lỡ xui có chút xíu rồi mà ba. Ba ơi, con thấy lỡ rồi. Dạ. Với lại nhà bên kia là cũng con thấy cũng đàng hoàng mà. Dạ. Tôm nó cũng tử tế mà ba, cao ráo đẹp trai mà. Tử tế mà ăn cơm trước kẻn rồi hả? Tại con đòi ăn chứ bộ. Mà? Không phải lỡ rồi, chị cũng lỡ rồi. Gì? Bây giờ ba cho tụi con lấy nhau đi. Anh Tôm này dầu gì gia đình anh cũng đàng hoàng, anh cũng biết làm ăn nữa, gia đình cũng thuộc dạng khá giả chứ bộ. Con thấy vậy bà nội anh cũng thương con nữa, cho nên là ba cho lấy chồng đi, ba cho con về gia đình đó đi. Ba gãi gì hoài vậy ba? Ba đang nghe cái vụ mình nhà nó khá giả thôi ba suy nghĩ. Ủa mà nhà nó có khá thiệt hả? Thiệt, có nghe anh Tôm nói á là gia đình nha có nhà cửa cho thuê luôn. Trời ơi. Chưa hết đâu nha, có đất ở Đà Lạt. Trời mai mốt về nó xây trang trại luôn. Trời. Còn có nhà ở biển nữa. Mai mốt rảnh đi về nó nghỉ dưỡng không gió biển. Hay quá con, quá đã luôn. Đã đó, nghỉ dưỡng rằm tắm biển. Trời trên núi dưới biển gì có hả? Mình ăn hải sản cái mình vô mình nằm. Tự nhiên kể và lạc đề à. Trời ơi, con làm như là ba ham giàu lắm vậy á. Nhưng mà nói chung là ba thương con đó. Vì ba thương con, ba sợ con dở dang, coi chừng vậy là mất duyên á Út. Đúng rồi đó ba. Rồi cho được rồi. Bây giờ vậy, con nói với họ đó là bên họ đó
là không có được quyền mà bắt nhà gái phải qua nói chuyện với nhà trai được, mà là bên họ phải qua nhà mình nói chuyện trước, tại vì phép tắc xưa giờ là vậy, con hiểu chưa? Trời, muốn độc chiếm tình cảm của con trai tôi hết hả? Đâu có dễ. Nè cô bé, từ từ tôi sẽ làm cho sáng mắt ra nghe chưa.